2008, this version, made by Lock Petulon. Đổ hết rác ra đường đi. Tới đây kìa, tới đây kìa. Đưa tôi, cái này của tôi mà. Của tôi mà, của tôi mà. Của tôi mà, của tôi mà. Cái này của tôi mà. Ây da, đừng có giật mà. Cuối cùng tôi đã lấy được bút tích của đường má hổ rồi. Ê, đừng có giật mà. Ê, đừng có giật nha. Ê, trả lại tôi đi. Ê, đừng có giật nha. Ê. Một tí xì dầu ném mùi được không hả? Từ từ đi. Thiếu gia ở ngoài có đông người kiếm thiếu gia lắm đó nha. Bữa nay ta không hứng thú giải tranh, khiên đại một hai thùng rác ở ngoài cho họ đi. Dạ thiếu gia. Chúc công tử. Đường huynh. Chúc huynh. Đường huynh đã cứu tôi chứ. Ê, ta thấy là chúc huynh thua tiền thua sạch sẽ rồi chứ gì. Santara là cha mẹ mà hiểu được ta là đường huynh đó. Trong giang nam tứ đại tài tử, phải nói chúc huynh đây là người bay bướm nhất, ai mà không biết chứ. Phải nói là gió thổi lá vàng rơi, mất tiền thì người được an tâm mà. Đó là cái mạng tốt của chúc huynh đây. Quá khen thôi. Đường huynh thì hào hoa phong nhã, còn tiểu đệ đây so với đường huynh thì một trời một vực rồi. Mất quá đường huynh đây thua chỉ một ngày 100 mấy chục lượng thôi. Nhưng mà thua rồi đến đây cầu cứu như vậy không phải là cách đâu. Tiểu đệ nó có đúng không chúc huynh? Ấy, đường huynh hay lắm. Chính tiểu đệ thấy điều đó, cho nên tiểu đệ đã liều một ăn một thua, và tiểu đệ đã thua hết 300 ngàn lượng. Bây giờ làm phiền đường huynh vẽ lại cho tiểu đệ 30 bức tranh đi, để trả nợ cứu mạng mà. Tôi hiểu, tôi hiểu. Thủy à, ra ngoài đi. Dạ, thiếu gia. Vẽ cái đầu cho anh, cho chỗ này là chùa hả? Vẽ ba mấy bức tranh cho anh nè, còn lâu. Ây da, đừng có như vậy mà. Tại lỗi của tôi tội thì tại tôi tội thôi. Bây giờ tôi quỳ xuống đây năn nỉ anh. Anh cứ nhớ năm nào không tôi ăn cắp cuốn ngọc bồ đoàn của thằng nhóc đó để anh luyện bí kíp. Anh phải nể tình mấy năm nay tôi bán tranh cho anh, bán tất cả nhà anh phú quý. Mấy thằng cô hồn đứng ngoài kia nói nếu mà tàn ba cây nhang chưa lấy lại cho họ 30 bức tranh, họ chém tôi thành mấy cút đó nha. Ba cây nhang hả? Đừng có nói tôi là anh em mà không giúp anh nghe. Chút đi đường anh nghe đây, tôi vẽ lên bức tranh cho anh hả? Đừng có hồng nha. Anh đáng kiếp phải chết rồi, đừng có nói gì hết đó. Đi đi.
Bá Hổ à, anh đừng có ác như vậy được không? Mất quá tôi thề độc nè. Nếu tôi còn cờ bạc nữa, tôi cam chịu để người đàn bà xấu xí nhất hiếp dâm hoài ngày đêm hết cho tới chết thôi. Hiếp hết xí quách luôn, như vậy có được chưa hả? Hả? Những lời lẽ đê tiện gì cũng nói ra được sao? Được. Giúp mình một lần nữa. Người đâu? Gian phòng Tứ Bảo chuẩn bị. Đừng quên à, thì không có phí đừng quên là một đại tú tài tranh quả. Đừng nói nhiều, cởi đồ. Hả? Cởi đồ? Ê, anh làm trò gì vậy? Chơi gì kỳ vậy hả? Quả thật là kỳ thần kỳ tài tử, đúng là để cho anh giật chết cũng đáng. Kêu danh xưng gì đây hả? Rườm rà lắm. Kêu là Hồng Ân chuyển dĩ khí tốn thiên hạ. Một bức này cũng đủ cho anh trả 300.000 lượng rồi. Mai mốt đừng làm phiền tôi nữa nha. Ha, nhất định. Nhưng mà chỗ tôi không phục đường huynh nhất là có thể lấy hai nắm vuốt của tôi để làm hai cánh quạt song trưởng tắc thụ. Mong đích thì dẻ đá, chân trước dẻ núi, chân sau dẻ mây. Ây da, còn con chim ưng này nữa. Lấy bộ phận nào của tôi dẻ đây vậy hả? Là cái chân giữ của các hạ đó. Ây da, quả thiệt không ngoài dự tính của tôi. Đầu đỏ mình đen, vẽ nó ra đúng là thần vận. Chỉ là con sâu nhỏ trên cái mỏ con két thôi, làm gì có đầu đỏ mình đen đâu chứ. Cũng được, biết coi giảng mà. Đường Bá Hổ sinh vào giờ Dần, tháng Dần năm Canh Dần của năm thứ 6 đời vua Minh Hiến Thần Hóa. Tên là Đường Dần, bởi Dần là hổ lại có tên là Đường Bá Hổ. Đường Dần thông minh tuyệt đỉnh, lại có biệt hiệu là Thơ Họa Song Tuyệt, đứng đầu tứ đại tú tài giang nam, cũng là thần tượng nhất của nam nữ lão ấu thời đó. Điều lý thú nhất trong suốt cuộc đời của chàng ta là tục truyền rằng chàng ta có 8 bà vợ tài sắc tuyệt vời, hiền thục nhu mì, giống hệt tiên nữ giáng trần khiến mọi người hâm mộ. Đưa tay lên, có sẵn cầm mấy chục lượng trong mình không? Đem ra cầm đỡ coi, có thiệt không đây, sao ít quá vậy? Nè, chung tiền đây, nhiều quá à, chung tiền đây, đây nè. Giờ làm gì mà giữ gì không biết nữa. Nè, uống đi. Rồi. Nè, có gì nương tử à, có gà nè, ăn đi, ăn đi. Bộ rút xương rồi mới về đó hả, lâu quá. Đánh lẹ đi, đánh lẹ đi. Được rồi, làm gì mà hỏi giữ vậy hả, thì làm gì nữa. Cái bức tranh qua trình diễn của tôi. Giờ lấy tạm nó lót bàn chút thôi mà, không có rườm rà chứ hả. Bây giờ ông chưa có chết mà, ở không thì vẽ lại bức khác đi. Nhưng mà... Thôi khỏi có nói nhiều nữa, xin xăm chút đi nè. Xăm nè, xăm nè. Thua rồi. Uống đi. Ê, nói gì với ông nữa. Đánh đi, đánh đi. Không có sạch thuốc sạch bụng mới được nha. Đừng nóng mới chết bà luôn nè. Như chết luôn. Nè, nè, nè. Giờ làm gì vậy? Cuốn sách của tôi. Ê, ông xã coi nè, cái bạn lúc lắc hoài à. Lấy một cuốn không đủ, anh lấy thêm cuốn nữa lót đi. Đào môn bảy tám. Ây da, lại vui nữa rồi. Viết lại nè. Sao mà ăn rồi vậy? Sao có bức bá điểu thiều hoàng của tôi mất đi cái đầu của con điểu vậy? Ông làm gì mà giữ vậy chứ? Lệ nào con bài này cũng mất đi cái hình thôi. Tôi lấy cái đầu con điểu vô một chút thôi mà. Làm gì giữ vậy?
các người. Mẹ, mẹ, mẹ à, làm gì vậy? Mẹ của mình đất cổ. Mẹ à, mẹ à, cứu bà đi, anh đã cho bà đi đây, cho bà này đó. Nè, ai chung đi bây giờ là vậy mà cũng ai nữa. Mẹ à, mẹ, mẹ à, sao mẹ lắm? Mẹ thiệt là vô dụng, cưới 8 con vợ định để hầu hạ cho con còn chưa thỏa mãn, tối ngày nhăn mặt nhăn mày, thôi để mày chết đi còn hay hơn. Mẹ à, mẹ đừng có nói như vậy mà, đâu bao giờ con có trách mẹ câu nào đâu chứ mẹ. Nhưng mà Hổ à, con đúng là trong lúc thiếu niên hữu tài, vạn sự thành công, gia tài thiên vạn, thề thiếp cả lũ, đúng con là người sung sướng nhất ở trên đời này rồi còn gì. Có bây giờ con nói là con không được sung sướng đâu. Nhưng mà tại sao tối nay con cứ nhăn mày nhăn mặt? Có phải 8 con vợ này không có sướng với con không? Mẹ, mẹ không hiểu đâu. Vàng bạc dễ kiếm, chi kỷ khó tìm. Còn với mấy bà vợ đó chỉ là danh nghĩa vợ chồng thôi, nhưng mà đồng sàng dị mộng. Có phải anh chê bai tụi tôi hay không? Thì để tụi tôi chết đi cho rồi. Wow, 8 con vợ chết một lượt hả? Thiệt là hùng vĩ quá trời luôn. Bây giờ cứu người đi kìa. Bây giờ má Hổ à, có phải là con muốn thấy xác chết ngổn ngang máu chảy thành sông con mới yên lòng hay không hả? Mau lên cứu nó đi. Con đâu có nói gì vậy? Chết cho rồi đi em, chết cho rồi đi nè. Nè, nè, đâu có nói gì đâu. Con à, đừng có làm như vậy. Má Hổ à, con nói đi. Im hết đi. Là lỗi của tôi. Mấy vị nương tử hiền lương thục đức, tề gia hữu đại, trọng lễ trọng nghĩa, tại tôi còn biết thưởng thức thôi. Tôi có lỗi với tất cả. Tất cả tha thứ cho tôi nha. Ông hiểu được thì tốt rồi. Tướng công, anh cười lại đi. Cười lên đi mà. Cười lên thấy thoải mái lắm. Đúng rồi, cười lên đi. Ý, coi cái tướng của ông kìa, cười miễn cưỡng quá à. Cười lên đi chứ. Cười như một chứ. Cười lên đi. Cười đi. Nè, chơi tiếp đi, chơi tiếp đi. Bây giờ bảy tóc. Bây giờ lại thua nữa phá hổ à. Con thấy vợ của con có tốt với con chuyện. Từ nay đừng có bao giờ mà phụ lòng mấy vợ đứa con của nhà hả? Thiếu gia. Nhưng Linh Dương cho hai người tới cầu kiến thiếu gia. Linh Dương bây giờ đang tạo phản. Ông sai người tới, không lẽ là chiêu hồi con? Nói gì cũng được, mẹ nói đại cho ông về quốc cho rồi đi. Thưa nhân họ, đường má hổ đâu? Hoàng gia tôi muốn mời ông về làm tham mưu, mau kêu ông ra đây. Chư vị à, thiệt là ngại quá. Tiểu nhi tôi vừa mới lâm bệnh, không thể tiếp khách được. Linh Dương hảo ý ghi nhận rồi. Chư vị xin về đi. Thật là trùng hợp quá. Hễ mà hoàng gia tôi mời người nào á thì người đó bị bệnh. Nhưng mà hoàng gia của tôi đã dự định hết rồi, cho nên dẫn theo ngự y để trị bệnh cho đường má hổ đây. Phu nhân. Đường má hổ. Nè, sao bà nói ông bệnh chứ? Nó bệnh nặng lắm mà. Như vậy mà bị bệnh sao? Bệnh gì mà ăn cánh gà thấy ngon lành quá vậy chứ? À, đúng rồi, tại sao vậy? Đơn giản thôi. Tại vì cánh gà này là cái mà tôi thích ăn. Vậy mà mẹ ngươi nói ngươi là sắp chết. Chính bởi vì sắp chết nên mới ăn thêm một cây đùi. Nếu bây giờ không ăn thì không còn cơ hội để mà ăn. Tôi thật là sắp chết. Thì ta thật là sắp chết. Nếu bây giờ không ăn thì không còn cơ hội để mà ăn. Bệnh mà mặt mày hồng hào giống như đường giải nguyên ông thật là hiếm có. Người y, hãy bắt mạch cho đường giải nguyên coi bệnh tình của ổng như thế nào rồi. Mạch của đường giải nguyên thì tứ bình bất ổn, bình thường lắm, đâu có vấn đề gì xảy ra. Thank you.
Thế nào rồi? Cứu vãn được không? Để thử coi. Thế nào vậy? Hồi xưa tới giờ tôi chưa thấy bành nào đã búa xùi như vậy. Ông nghe thế nào? Là lệnh chiếu tướng đó. Cái gì? Tôi nghĩ bà cũng nên lo chuyện mai táng cho nó đi. Đường giảng nguyên ở cái áo từ nhờ. Nếu biết trước ông bệnh như vậy á thì đừng làm mất tiền vàng của tôi. Đi. Ngựa ơi, ông chỉ chứ. Khốn kiếp, quỳ xuống. Mày có từng nhớ mày đã từng thề thốt trước bài vị của ông già mày không? Nói là không có tiết lộ ra cái bí mật mày biết võ công. Tại sao bữa nay lại phá giới chứ? Con hiểu mà. Nhưng lúc đó tình thế nguy ngập quá. Hơn nữa chỉ là giận công để mà thay đổi kinh mạch trong người con thôi mà. Không sợ chu đáo mà chỉ sợ đường gia biết. Con là người truyền bá của Dương Sơn thì con lập tức có quả sát thân kìa. Con có biết là nguy hiểm lắm không hả? Mẹ à, thực ra kẻ thù của họ Đường mình là ai vậy? Từ xưa đến nay không nghe mẹ nói. Hay, sở dĩ hồi trước mẹ không nói cho con biết là mẹ sợ tuổi trẻ của con bồng bột, con sẽ tự chuốc lấy rắc rối. Nhưng mà bây giờ con đã lớn con rồi, mẹ không ngại nói thẳng cho con biết nhà họ Đường mình có hai mối thù lớn, trong đó có một gã là đoạt mệnh thường sinh. Năm xưa hai người vì tranh đoạt ngôi thứ trong cuốn sách Binh Thư quyết định đấu nhau. Mẹ vì sợ đoạt mệnh thường sinh dùng thủ đoạn ám hại cha con nên mẹ đứng ngoài vòng để giám sát họ. Để tao ám hại mày nè, thằng khốn kiếp đoạt mệnh thường sinh. Tướng công à, ông chắc chắn sẽ thắng nó, yên chí đi. Chào mọi người. Chết đi nè. Cái gì vậy? Ây da. Chào sai. Á, cẩn thận kìa. Chào sai. Em cẩn thận. Không xong rồi, phải sai tuyệt chiêu mới được. Chết đi. Chào sai. Thật ra bà muốn chơi cái trò gì đây chứ hả? Tôi... cẩn thận. Khoan đã, bà hãy nói cho tôi biết bà đang chơi cái trò gì đây. Tôi thương ông mới giúp ông thôi. Giúp cái gì chứ? Bà quăng mấy cái hộp đậu đỏ như vậy. Cái này không phải đậu đỏ mà là ám khí tôi vừa mới phát minh kêu là bất nhất lôi châu. Bị lôi gì châu gì chứ? Ông đừng có khi dễ nó nha, nó nổ ra oai lực vô cùng. Oai gì lực gì đây chứ hả? Nổ hả? Bà hãy nói cho tôi biết bà đang chơi cái trò gì đây chứ hả? Thư sinh đoạt mệnh kiếm. Ở giữa cái lúc nguy ngập nhất, cha của con tự nhiên sử dụng ám khí độc đoán dữ tợn nhất, rùng rợn nhất trên cõi đời này mới xoay ngược được cái tình huống lúc đó. Bà vừa hãy coi đây. Ám khí hồi mã thương. Không có đậu thương. Tại sao? Hẹn 90 phút cuối cùng cho ám ức mà chết. Cha của con cũng không ngờ đoạt mệnh thư sinh cũng có thể đánh gãy được cái đầu thương làm bằng sắt. Cho nên lúc ông sắp lìa đời, ông phải cố gắng rèn ra cho được cái đầu thương bằng sắt cứng vô cùng này, để phòng họ đoạt mệnh thư sinh đuổi giết tận cùng. Nhưng mẹ nói dòng họ mình có hai kẻ thù lớn, đó là gì? M-
Mối thù đó là tình địch của mẹ năm xưa cùng dành với cha con. Nhưng mà họ đã lấy chồng rồi, e rằng bây giờ cũng không có cơ hội gặp được người đó đâu. Nè nè nè, đánh ra đi, vô trong phòng mà nói, ở đây trải bạn đánh bài mà, đánh ra. Mẹ, mấy hôm nay con muốn rời khỏi gia đình mình, ra ngoài mấy bữa. Bởi vì con sợ Linh Dương sai người đến tìm con. Điều cần nhất là con phải đem theo cái thương đầu hàng sắt đó để phòng hờ. Ây da, nhớ nhà. Ây da, tránh ra đi. Này, tránh ra. Nhớ năm đó cha con bị đánh thua, cho nên đương kim trên bảng binh khí đó, thương sinh đoạt mình kiếm đứng ngôi thứ hạng nhì, còn bá dương thương của mình đứng hạng ba, tiểu lý phi đao đứng hạng tư. Rút cái chân vô, thiệt là. Vậy đứng ngôi hạng nhất là ai vậy? Đó là mẹ ruột của tiểu lý phi đao. Rất tiếc là bà đã qua đời rồi. Ờ, thì ra con mẹ già của tiểu lý phi đao thì là tiếc quá. Ê, nói nhiều làm gì chứ, làm gì đây? Tài tài nhất định trước, má qua nhận đi. Ý giờ ngồi đó làm gì chứ, tránh ra để em xin phẩm với mẹ mà. Ê, dạ, ra gì? Ra, ra cái đây, ra cái đây. Ê, tôi lại uống liễu đi. Dạ, uống thế hả? Dạ, con uống. Lòng ta đau, lòng ta khổ, tám con vợ làm loạn xà ngầu. Người ngoài nhìn vô, tưởng tôi hưởng phước, nhưng mà thật ra lẽ loi trống trải lại còn lạnh nhạt. Ê, mau qua đây coi, tứ đại giang nam ở bên kia kìa, mau lên đi. Coi kìa, kìa. Tôi ngộ quá đi nè, trai quá chuyện gì gì đó. Lẹ lên, xe lẹ lên đi. Kìa, coi kìa. Ê, muốn giọt hả? Đâu có thoát khỏi bàn tay của ta chứ. Được. Nè nè nè, báo hộ huynh à. Gì? Còn đông quá kìa, bữa nay bọn mình rang nam tứ đại tú tài đi du sơn ngoạn thủy, hàng chi bọn con gái nổi hứng lên. Khó trách, khó trách. Cái gì quý vị, bữa nay bọn mình cao hứng quá, thôi ngâm thơ chơi nha. Đề nghị của Minh Huynh hay lắm. Huynh trước đi nha. Được thôi. Dưới nước một bầy ngỗng, chả con nào bười sổn, ngủ ngang tìm mồi ăn cho đã. Ăn xong no bụng, dứt bà xã. Ê. Cái gì mà cười vậy chứ? Mỗi lần anh đi á, lúc nào cũng khoái chí vậy đó. Hào phóng sảng khoái, khiến cho người ta hâm mộ. Hâm mộ thiệt nha, hâm mộ đó. Hâm mộ quá đi. Nói ra thì nói, giang nam luận gì văn chương, đường huynh tài ca bắt đầu. Luận đơn thanh thì làng bút bay bướm, đúng một tài tử lẫy lừng, chân chân chánh chánh đó. Đúng vậy, điều khiến cho mọi người hâm mộ là âm nhạc thì càng siêu nghệ hơn đó mà. Đúng vậy, về cái nhạc khí cổ kim trung ngoại, môn nào tôi cũng chơi xuất thần nhập quá nữa. Gần đây tôi có nghiên cứu một loại cổ nhạc của Tây Phương, rườm rà lắm. Ê? Có cơ hội nào cùng các anh nghiên cứu nha. Theo tôi biết, chỗ mà Đường Huynh khiến mọi người hâm mộ nhất là nơi diễm phước của Đường Huynh. Ai mà không biết, hiện Đường Huynh trong nhà có 8 vị phu nhân, bà nào bà nấy cũng diễm kiều nhan sắc rực rỡ. Ở đời được như Đường Huynh còn muốn cái gì nữa đây hả? Ê, hâm mộ quá đi. Hâm mộ quá đi. Ê, có đồ xịn ở trước mặt kìa. Ê, Đường Huynh à, nhìn lên đầu cò coi thử kìa. Đang có một nàng lướt gió yểm lệ mỹ nữ kiều diễm. Nàng không thôi vậy đi, huynh làm gương tại chỗ, triển khai chiêu cua gái đại pháp của huynh cho anh em học hỏi. Học hỏi chút đi hả? Vậy à, cái phúc lợi lớn này không có vấn đề gì chứ? Nghĩa bất dung tình. Đi đi. Chuyện gì vậy công tử? Lên.
lên, lên. Không, tôi muốn mượn cái da của cô dựa lên một chút, có được không vậy? Không vấn đề chứ? Không có được đâu, tôi là con gái thuần hoa mỹ nữ mà. Tôi biết, tôi muốn thách thức với bạn bè chút đỉnh thôi. Thật ra tôi là Đường Bá Hổ. Đường gì bá gì hổ gì, tôi không có quen ông. Không đi tôi la đó. Vậy đi, đại khái cho cô nương một lượng nha. Một lượng coi tôi là cái gì đây, ít ra cũng phải là 10 lượng đó. Vậy mà 10 lượng sao, giật tiền hả? Đúng vậy, là giật đây. Có được không? Ừ. Ra ra tay mà nói đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Nè, con phải đứng đi. Chết đi mày. Nè, nè, nè. Ra ra tay quá vậy hả? Muốn dư tiền đó, cái đồ lại cái. Hả? Lại cái. Lại cái. Học gù tôi, cầm đi. Thiệt là tức chết đi, đến dành trước. Hả? Nhất là con tôi Hương sắc sảo quá hả? Ai đâu, 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 ai đại huynh nhìn kỹ coi người đẹp. Nhìn vậy thì là phát nôn quá chừng luôn à, đừng nói nhiều nữa, kiếm kiếm cháu đi, đi. Quỳnh nhìn được lắm nha, sao cũng được mà. Nè, lát mình ai kiếm ăn nha, hả? Nhớ nha. Đúng mà, vậy thôi. Được. Bộ tiêu bánh bao cho các mày đi. Dạ. 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 Được rồi nè, cái này cho anh. Cứu mạng đi, cứu mạng. Hả? Ê, tôi đói quá. Nhờ. Ông đói lắm hả? Nhi cầm ăn trước đi. Thế nào, một cái không đủ à? Cho tôi một cái vậy nè. Cho tôi cái bánh bao đi. Nha. Tới đây đi, anh cũng có phần hết, đừng có giành giật.
thì ra có nụ cười nghiêng thành đổ nước. Đó là nụ cười đầy dẫy tình yêu. Tôi đã tìm được cái lý tưởng của tôi rồi. Đó chính là Thu Hương. Xin xăm hả? Được phước lắm, lễ Phật nhiều một chút, đương nhiên được phù hộ mà. À, cứ để tôi. Ê. Ê. Anh em. Cắm về gái trong chùa. Quý đài, lập tức đuổi theo cái thuyền của Hoa Phủ. Dạ được. Nè, cẩn thận, cẩn thận. À, công tử à, ông thật là biết chọn đấy nha. Bao nhiêu thuyền công chọn lại chọn đúng cái thuyền của tôi. Thuyền của tôi có tiếng là nhanh lắm. Thiệt không? Quay, cái thuyền ông đang chìm mà. Đúng rồi, chìm nhanh nhất đó mà. Chơi cái trò gì đây, tôi đang gấp mà. Chắc là muốn được theo kịp Thu Hương chứ gì. Sao không biết? Cái loại công tử như ông một năm tôi gặp không biết là bao nhiêu. Nhưng mà ông ở trước nhà quan phủ lòng vòng lai giảng không có tìm được cái gì. Chỉ giáo gì chưa đi? Ông phải tìm cách lẻn vô qua phủ thì mới được. Chỉ muốn về cách đi đại ca, mau lên đi. Phải không có, nhưng coi ông có biết điều hay không. Muốn gì cũng được. Vậy thì nghe kỹ nha. Nè nghe nè, một lát nữa bắt đầu, có chết đừng lên tiếng nha. Ông nói bán thân được bao nhiêu thì cho tôi hết, đừng có nuốt lời đó nha. Ông khôn thấy mẹ luôn, ai chơi xỏ không được. Vậy cũng đúng. Ê bà con lối sớm ơi, ra đây coi thằng con có hiếu nè, còn trẻ còn trinh nè, ra đây coi đi. Không có mua cũng ra coi cho biết đi, tôi khổ lắm. Ý, lại coi. Ê thì là khổ lắm. Nè thằng nhóc à, tại sao tên Sương mà đứng ở đây vậy? Bán thân cho cha kém may mắn lắm đấy nha. Tôi đâu có muốn chứ. Anh từ đâu tới, sao mà quen quá vậy? Hình như đã gặp qua rồi. Đúng rồi. Hồi ngộ tương phùng cần nhắc tới duyên kiếp chứ. Hay gì làm ơn thương xót đi, tôi khổ lắm mà khổ lắm. Thiệt là thảm quá. Bây giờ nhà mình cũng còn thiếu người để xài. Hay là mình... Khổ quá đi. Tôi thiệt là khổ quá đi mà. Có thiệt không đây? Ai vậy cô nương à? Hãy xin thương xót giùm đi. Cả nhà tôi 6 người đều bị chết hết. Thân tôi lại bị ho lao nữa. Hãy thương xót mua thân tôi đi mà. Thịt liệu thấy hắn tội nghiệp quá à. Hay là mình mua hắn về qua phủ nha. Vậy thì mua hắn đi. Chị à, tôi tới trước mà. Tới trước tới sau đâu có thành vấn đề. Đúng rồi, người ta chết tới 6 con, còn người chỉ chết có 1 thôi. Ta cũng muốn giúp cho người lắm, nhưng mà thiệt sự khó xử mà. Tôi cũng thảm mà. Người còn gì khổ sở nữa thì kêu ra hết đi. Vậy chị coi đi. Tôi bao nhiêu bữa rồi không cắt móng tay nè. Vậy còn chưa thảm hay sao đây? Thảm lắm mà. Quan tài. Quan tài. Quan tài à. Mày đừng có chết nha. Quan tài à. Mày theo tao biết bao lâu, có tình có nghĩa, nhưng mà tao đây lại không có cho mày được ngày nào ăn no. Tao thiệt là có lỗi với mày quá đi. Ừ. Ê, coi chừng, coi chừng. Ê, 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 ê. Tiểu Cường. Tiểu Cường là mày sao hả Tiểu Cường? Tiểu Cường à, mày đừng có chết nha. Mày đừng có chết nha. Tao với mày đồng cam cộng khổ biết là bao nhiêu năm nay rồi. Tao coi mày như là tình thâm cốt nhục vậy. Cho mày ăn học đàng hoàng. Tại sao hôm nay mày chết bất đắc kỳ tử vậy nè? Chị Thu Hương à, hai người này thảm quá, tính sao đây? Chị đi coi. Ồ. Mẹ nó. Anh này, tôi nói cho anh biết. Anh coi anh kìa, anh sáng sủa đẹp trai. Anh hãy đi về đi. Còn thấy tôi không? Ốm mò gầy mòn, vàng mai đầy dẫy. Anh có khổ hơn tôi không? Ê, đừng có phản phé nha.
con người của tôi không phải dễ phản phé đâu. Phản phé anh thì sao chứ? Ép buộc tôi chơi liệu cho anh hả? Bây giờ tôi khổ hơn anh mà. Khốn kiếp. Ấy à. Đừng có nói đề dễ dàng mày nha. Tôi gãy tay rồi nè. Anh đâu cần phải cho tôi tận cùng như vậy chứ. Chơi xả láng nhanh đó. Được. Chơi xả láng với anh. Chơi với tôi hả? Anh hãy coi đây. Bây giờ tôi chơi liều mạng với anh luôn đây nè. Anh coi thử ai sẽ tảm hơn ai đây. Thằng nhóc, mày ngon lắm. Hẹn gặp lại nha. Nè 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 nè. Hắn đã chết rồi, tao mua người. Thiệt. Thiệt. Tăng thêm năm lượng nha. Wow, tại sao lại thừa cơ lên giá? Mua vô bên kia thôi. Bây giờ ngươi thiệt là tốt bụng. Được, tao mua người. Ê, Tịch Liệu à, chị nói mua là mua hả? Phải trở vô hỏi phu nhân trước rồi mới tính sau. Ra ngoài trở lại đi. Tôi vô hỏi. Chị thương, làm phiền chị nha. Wow, cái kiểu này thiệt khiêu khích với mình mà. Ý má ơi, con thắng rồi. Niệm tình người có lòng hiếu thảo thì mua người vô quan phủ để làm kẻ ăn người ở với thời hạn là 2 năm. Có vấn đề gì không? Không vấn đề. Vậy thì ký tên cho bản thế ước gì? Đăng ký. Võ Đạn Nguyên tới. Sao còn không chịu quỳ xuống hả? Thằng mới, bắt đầu bữa nay ngươi là chính thức kẻ hầu người hạ của quan phủ. 9527 là mã số chung thân của ngươi. Bắt đầu làm việc. Làm tôi như con vịt. Bị người ta mắng cũng câm miệng cười. Bị người ta mắng cũng câm miệng cười. Cười như con vịt. Cười như con vịt. Cười hí hưởng. Cười hí hưởng. Cười như con vịt. 1001, 1002, 1003, 1004. Thì khổ quá trời luôn. Chậm cái đến lên, bắt đầu làm lại. 1, 2. Lẹ lên đi. Thiếu cho thằng con đó, đã lại tất cả đồ trai cho ta. Tăng cơm đi. Cơ hội tới rồi. Ca nữa, ca chó. Bây giờ Đức kia chuyện rồi, sao đây hả? Mấy chị à, chuyện gì vậy? 9527 à, lấy con dừa xuống cho chúng tôi đi. Ngồi phải rồi, mau lên. Nhưng mà tôi thuộc loại đẳng thấp hạ nhân, không có tiện vô đâu. Chúng tôi đâu có coi anh là hạ nhân, chúng tôi coi anh như là con chó thôi. Khởi rồi, kia đi lấy thì đi đi. Đi đi. Cô Diễu trển kìa. Chị thương. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đã lâu rồi còn chưa cơ hội cảm ơn chị nữa. Cũng may là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Con dìu của chị tôi lấy lại cho bảo đảm mà. Thôi đi lấy đi, nói nhiều quá. Có ngày, có ngày. 9527 ẩn thận nha. Cảm ơn chị Thương lo lắng nha. Chín năm hai bảy, anh sao vậy? Có sao hay không? Không sao chứ hả? Không có sao, chỉ gãy cánh tay thôi. Sao anh sơ ý quá vậy? Chỉ cần lượm con dìu cho chị thôi, dù thiên đao vạn trảm tôi cũng cam lòng chịu mà. Bây giờ chỉ gãy đi cánh tay thôi, đâu có nhầm nhò gì chứ. Tôi đã trách lầm anh, xin lỗi nha. Tôi cấm chị nói như vậy nha. Ở trên đời đâu có ai mà không có lỗi gì. Vậy thôi. Anh đừng đi. Ai hay quá. Kẻ hữu tình rốt cuộc được tơ duyên rồi.
Chị ta coi ngươi làm cái gì trên đó. 9527 hả? Sao em đi xuống ngay, xuống ngay, xuống ngay. Thu Hương, ta tới đi. Thằng nhóc, tao nhận được tin mật là mày lén lút dây hình của cổ phải không? Ờ, tôi vẽ nhiều tranh lắm, không biết ông nói tranh nào đi. Tất cả con tôi hắn vẽ cái gì đây? Ôi, vẽ gì kỳ cục quá vậy? Người quả nhiên dám đem người đẹp Thạch Lưu Phong Hoa tráng lệ kiều diễm dương dáng sắc đẹp lộng lòng người của ta vẽ thành xấu xí như thế này hả? Xin lỗi đi, tôi mới học vẽ thôi mà, đưa đây. Mày không có khí thì đừng có vẽ, đừng học người ta vẽ bậy cái bả. Ta không cách nào không để cho mày biết sự hòa cách của ta. Học hỏi nè. Cái này mới gọi là tranh đây. Đúng là cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Bái phục, bái phục. Đây tất cả thưởng thức đi. Bây giờ mày mới biết cái gì là tranh chứ. Mày chẳng những lười biếng mà còn giành gái với tao. Đánh nó. Nhà mấy người đừng đánh nữa. Nếu không ngừng tay, ta sẽ báo cho phu nhân biết. Ê, ngừng tay. Tao nể tình chị Thu Hương. Mình đi đi. Nè, người đã chết chưa? Chưa. Ngày nào còn chưa chính tay ra là con dìu cho chị Thu Hương. Ngày đó tôi đâu có chết được. Chị Thu Hương. Mình đi. Không dễ gì đâu. Báo hại mình không có dìu để chơi nè. Đập mấy được. Đập. Cũng mà là ta cố gắng giữ cái mặt cho nên mới còn giữ được sắc diện đẹp trai. Đêm nay phải tìm câu hỏi để hỏi nàng, để cô Thu Hương có đồng lòng với ta hay là lạnh nhạt. Ai đánh gì? Là Phong Hoa tráng lệ diễm kiều duyên dáng, một người hâm mộ chị Lưu đây. Chị hả? Tôi với chị không thù hận. Chết đi. Tại sao chứ? Tại sao? Tại vì người đang đánh, người lén lút vẽ hình của ta, yêu thầm ta. Bây giờ ai cũng biết hết trơn rồi, làm sao ta nhìn mặt thiên hạ để ta chết đi cho rồi. Cũng được. Người thì muốn lắm, người muốn chết chung với ta để chúng ta làm đôi uyên ương. Ta đâu có chấp nhận sự yêu đương này của người. Thật lụa đừng hiểu lầm mà. Thực ra tôi nói với chị tôn trọng chị giống như là mẹ ruột của tôi vậy thôi. Mẹ? Người thật sự yêu người mẹ ruột của người? Ây da, tại sao hắn lại đi làm những cái chuyện vô lương tâm tày trời như vậy chứ? Thiệt sự là quá sức rồi. Làm đi, ta chưa từng thử qua, ta có chút xíu hồi hộp. Làm đi, làm đi. Ây da, chị điên rồi sao vậy chứ? Tôi đừng có nói nhiều nữa, mau đi. Đừng có gì ta mà thương hại ta, mau lên đi. Mới xuất hành mà gặp cái thứ xấu xí như vậy, thật là xui xẻo. Đáp đúng lắm. Đi. Đại ca, nghe đồn từ lâu á, Xuân Hạ Tụ Đồng tứ xuân, cô nàng của nấy đẹp lộng lẫy như hoa, nhất là cô nàng Thu Hương á, càng ngày càng đẹp hết sức cỡ. Thu Hương phải để cho đại ca. Điều đó là dĩ nhiên. Đại ca, còn thằng nhóm tính sao đây? Ê, cặp nam nữ này kể như là người đồng đạo của chúng mình, đập chán xỉu thôi. Vậy các vị có phải là giang nam tứ đại dâm hiệp không vậy? Đúng vậy. Bọn ta là đông dâm tây dục, nam nam bắc nhở. Ây da. Được, không vô diếm. Thật ra tứ đại tôi được người ta xưng là Ngọc Thụ Lâm Phong, Tướng Hân Phan An, Nhất Thụ Ly Hoa, Áp Hải Đường Long, Trùng Tu Bất Tách. Chưa có nghe qua. Ê, tiểu huynh đệ ngay cả cái tên xấu xí như vậy mà cũng nhai luôn hả? Tiểu Lâm Trung Lâm Xuân này thật sự đáng đặt cho ghê lắm đó. Đó là chuyện nhỏ thôi, xấu xí vậy tôi cũng nhai qua. Wow, vậy tôi phải gọi anh bạn đại ca đó. Không dám, không dám. Vừa rồi tôi nghe mấy anh em bạn tính là vô đó dê sờm với Thu Hương hả? À vậy thì đúng. Nếu mà không ngại tôi dẫn đường cho. Ồ, anh cũng muốn uống nước gì à? Ê. Ờ vậy anh cứ đi đi hả? Cảm ơn, cảm ơn. Đè nặng lên con chân á, đừng để lại dấu vết hết nha. Thank you.
sao đi vòng vòng lại mất tiêu tao chủ làm chung vậy? Hãy mau bắt hắn về dẫn đường đi. Kiên coi rồi. Chín năm 27, bây giờ đây làm gì? Ở ngoài có mấy tên dâm tặc muốn dê sợm với chị kìa. Ờ, ta tiêu là sợ quá à. Bây giờ phải làm sao đây? Cũng mà tỉnh lạc hướng họ rồi. Qua phủ rộng lắm, muốn kiếm được chị cũng khó mà. Nhưng mà tại sao người bị chảy máu cam vậy? Chính là mấy cái tên dâm tặc có đánh tôi chảy máu mũi nè. Nhưng mà không sao, bảo vệ cho tôi Hương dù có chết đâu nhầm nhò gì chứ. Bây giờ chị mà thôi, tôi kiếm cái nào vắng người trốn trước đi rồi tính sao mà. Tôi ra ngoài coi nha. Không sao không sao, tôi không sao. Đứng lại, người mà chính là một tên dâm tặc thật. Tôi cũng là một tặc nhưng không phải là dâm tặc đâu. Tôi chính là một đạo tặc trốn như vậy để. Ta mặc kệ ngươi là tặc gì. Ngươi đừng có ở trước mặt ta làm những trò bỉ ổi như vậy, còn khiến ta chán ghét nhiều ngươi thêm. Chị Thu Hương, khi chị phát giác ra được thì chị đau lòng lắm, hối hận lắm nha. Tội gì phải vậy chứ, mau mau chạy đi. Đi cho. Nếu thật sự có đạo tặc tới, sao không báo cho phu nhân biết mà lén lút vô phòng của ta làm gì? Ngươi đừng có nghĩ học qua vài ba năm chữ nghĩa thì đi tán cùng những cô gái giao tri nha. Ta nói cho ngươi biết, đàn ông nghèo cũng không phải là xấu. Điều cần nhất là phải có chi khí, có tài cán. Giống như loại người của nhà ngươi dù học suốt đời chữ nghĩa cũng là phế vật thôi. Nói hay lắm. Đã là đàn ông con trai mà nghe cái mẫu chuyện mình mà như vậy phải đập cho nó bể mặt thì mới được. Nhưng mà tôi không làm vậy. Chị nói đúng đó. Có lẽ tôi là loại phế vật. Còn tệ hơn phế vật nữa. Đúng ra phải gọi ngươi là cẩu tặc. Câu cẩu tặc thì là hay quá. Coi là chị ghét tôi lắm. Nhưng mà tại sao vậy chứ? Đã ba lần chị mỉm cười đưa tình với tôi. Có sao? Ta có cười với ngươi sao? Không lần nữa kìa. Cho dù ta thật sự có cười với ngươi, chỉ là cười ngươi quá khờ khạo thôi. Thật ra hoa rơi quý trôi theo nước cuốn, còn nước cuốn thì không cố lòng uống cái hoa rơi kìa. Xin lỗi nha, tại tôi đa tình thôi. Nhưng mà ngoài thì nguy hiểm lắm, cô tự mình bảo trọng đi. Tại sao trên đời này có loại phế vật vô gì như vậy? Không lẽ chỉ có Đường Bá Hộ mới xứng đáng với danh nghĩa nam tử hán? Chỉ có người đàn ông chính đáng mới sáng tác ra những câu thơ tuyệt diệu như vậy. Đào hoa ngọa lữ đào hoa anh, đào hoa am lạc đào hoa tiên, đào hoa tiên nhân trúng đào thụ, hữu trách đào hoa quán tử tiên. Thiên hạ triều ta quá điên cuồng, ta trách thiên hạ chẳng nhìn thông. Chưa thấy Ngũ Linh Sơn hào kiếp, không chè không rượu lú ruộng điền. Quả nhiên là thơ hay. Ngươi đứng cao như vậy làm gì? Thơ tuyệt của Đường Bá Hổ mà miệng ngươi đọc sao? Rõ ràng là một sự nhục nhã. Ngươi không có tư cách đọc thơ của ông, ngươi hãy đi ngay. Cẩn thận đi, ngoài nguy hiểm lắm. Thu Hương, rốt cuộc tôi hiểu được tâm trí của cô. Vô lễ, ngươi thì là quá đáng rồi. Nếu như ngươi không chịu đi, ta không có sáo đâu. Đừng ép ta ra tuyệt chiêu nha. Thu Hương à, tôi thiệt bồng bột quá đi. Nhưng mà khó trách cô lắm, cô còn trẻ quá mà khoái kiểu này. Thập tự truy hồng cung. Chuyện tới nước này đâu có thể nào che giấu nữa. Cô nghe kỹ đi. Thật ra tôi là Đường Bá Hổ. Đường Bá Hổ? Đương nhiên. Nếu ngươi là Đường Bá Hổ thì ta là Hoàng Thế Âm sao? Ây da, tại sao mà bay xuống đây vậy chứ hả? Tao tiểu làm chung này quá mức là dây sợ đó mà. Ây da, thiệt à. Đại ca, bắt cướp kìa, bắt cướp kìa. Bắt cướp kìa, bắt cướp kìa. Bắt cướp kìa, bắt cướp kìa. Thả tôi ra đi, thả tôi ra. 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 Đứng yên, buông cổ ra. Đừng chọc hắn chạy, bắt kết lại đi.
Lại đây. Lão Trạng Nguyên, mấy tên cướp này dùng bằng cách nào hả? Phu nhân. Nói đi. Phu nhân à, con thấy 9527 đứng chung với mấy người này đó. Người ngà người đen, chọn nhà khó ngừa. Đem hết tất cả mấy người này cho quan xử lý đi. Dạ, quan cho tôi, phu nhân. Phu nhân à, hồi nãy dưới đất ca tôi lượm được cuốn sách này đó. Khốn kiếp. Cuốn Đường Dần thơ tập này là của ai đây? Ta đã nói nhiều lần rồi, trong phủ Đường cấm cho những vật gì của Đường Bá Hổ xuất hiện ở đây. Cuốn sách này thực tế là của ai? Hãy mau đứng ra chịu nhận đi. Thưa Hương, cuốn sách này của ai? Phu nhân ngờ cô. Của ai? Phu nhân, em này biết cuốn sách đó là của ai. Hãy đi. Là của em này. Nếu có trừng phạt, trừng phạt luôn thằng em này. Lão Trạng Nguyên. Dạ, phu nhân. Mau đưa thằng em ra đây. Phu nhân, ý của em nói thằng em đây chính là em đây. Nếu để như vậy, được, lôi hắn ra ngoài chặt từng khúc cho chó ăn đi. Hả? Ê đừng nha, tôi muốn đánh lạc hướng mấy thằng đó để cứu Thu Hương thôi mà. Phu nhân, ta không cần biết người có quan hệ gì với mấy tên cướp đó. Người tàn trữ thơ tập của Đường Bá Hổ cũng đủ tử tội rồi. Phu nhân, cho tôi giải thích đi. Còn gì để giải thích? Bẩm phu nhân, chủ nhân đây ở tại thành Tô Châu, có nhà, có cửa, có ruộng, có vườn, sống thật là êm thấm. Nhưng mà không ngờ tới Đường Bá Hổ sống vượt nguyên tắc, hắn cấu kết hoàng phủ Ngô Thiên đã ngang ngược cướp đi nhà cửa. Ông nội ta trở mặt với hắn lại bị hắn đập một cồn chết tươi. Bà nội ta mắng hắn giang hồ lại bị hắn bắt lên hoàng phủ hiếp dâm bà nội 100 lần. Sau cùng đó ngoại tôi hổ thẹn, đã tự giận vô cùng bi thảm. Hắn còn đuổi tôi ra khỏi làng, đi lưu lạc cho tới Giang Bi, vì muốn nuôi cha già phải ăn mày kiếm sống. Nhưng ai ngờ tên Đường Bá Hổ, hắn thực sự quá là hiểm nhầm, đã biết rõ được sự việc này và cho người đến đó ám hại, đã đập tàn nhẫn chúng tôi trước cửa chợ Kiều. Cha của tôi chịu đựng không nổi, đã trút hồn quy thiên. Nhớ mối hận này đầy âm ấp, tôi cố gắng vừa làm vừa học, một mặt kiếm tiền một mặt đi học, và luôn thề rằng sẽ được công danh để mà trả thù cho cả gia đình. Kể từ đó tôi luôn giữ thơ Đường Bá Hổ để mà nhớ mãi mối thù bất cộng đáy kia. Mà cái cảm giác như vậy thật tình khiến cho người ta tiêu diêu trên mây khói. Những lời lẽ từ Bạch cảm động, quả nhiên chất hết những gì trong đáy lòng. Cộng thêm tôi không kiềm chế nổi, đánh trực đèn bàn ghế đổ hết. Bây giờ như là sóng biển một làng rồi liên tiếp một làng thông minh kìa. Đúng vậy, sáng tác của hắn đầy áp sự khiêu gợi đó. Giống hệt như nhìn vô bầu trời không khí đầy lộng lẫy, hàng trăm hàng ngàn không thể đứt đoạn vậy đó. Không sai, tôi đã trở thành một con cá mùa xuân rồi, bây giờ đang dễ đầy sự mãnh lực đó. Cảm ơn người nhà 9527. Còn chưa cảm động đâu. Tất cả con ta biểu diễn nè. Tại sao ăn cơm xong rồi nhất định phải đi ỉa? Ỉa xong rồi nhất định còn phải chui. Thì ra người với Đường Bá Hổ có một mối thù không thể đội trời chung. Dạ phải phu nhân. Phu nhân à, nô tỳ này mặc dù là tham sinh quý tử nhưng mà cũng không có ích lợi gì, không có khiếu xuất khẩu thành văn, hầu như là có học qua vài ba năm sách vở. Bây giờ trong phòng học đang cần một hợp đồng để học chung,
Hay là cho hắn lấy công chuộc tội, cho hắn vào học chung với hai công tử đi nha. Người đã được Thu Hương năn nỉ cho người thì miễn cho người tội chết. Bắt đầu ngày hôm nay, ta ban cho người cái tên là Hoa Thanh Lưu. Phu nhân à, cái tên này tôi không dám nhận đâu. Vậy hả? Vậy kêu người là Hoa An nha. Tạ ơn phu nhân. Tao nhất quyết phải bắt Thu Hương mày mật cho tao. Mày dứt khoát tranh giành Thu Hương với tao hay không? Tao lớn hơn dĩ nhiên là của tao. Cô gái còn không lớn nhỏ sao? Rồi chơi với tao. Chơi thì chơi chứ. Chơi cho mày chết. Mày phóng tao hả? Cho mày chết luôn. Ây à, anh của mày mày cũng dám chơi, tao quýnh với mày chết cha mày luôn. Chị tranh Thu Hương, anh em cũng không có thằng kia nữa. Thuận lợi qua ải trở thành thư đồng, tất cả đều nằm trong lòng tay ta. Càng ngày càng tiến triển tới gần Thu Hương, tâm trạng hôm nay thiệt là khác hẳn. Thiệt là khác hẳn. Ý, hai vị công tử đâu rồi? Cái thằng này mày đây. Tôi là thư đồng mới đến học chung với hai vị công tử. À, thì ra cái tên lão cá đêm qua đạp bàn đạp ghế làm anh em tao mất ngủ đó phải không? Đúng vậy. Ý, hai vị công tử cao sang quá, được hồng hạ hai vị thiệt là vinh hạnh lắm. Vinh hạnh. Mày nấn hợp lỗ tai lắm. Từ nay tụi tao coi mày là con người. Đi rót nước đi. Xin lỗi nha, tiểu đệ có ba việc không làm. Cái gì ba đều không làm đây? Thứ nhất không rót nước bưng trà, thứ nhì không giặt vũ lau nhà, thứ ba là không dọn giường xếp ra. Như vậy là giống anh em mình rồi. Vậy nghe biết làm chuyện gì? Tôi hả? Tôi biết. Thổi khâu cầm chơi ngọc sáo, xào nghiêu ngon, nướng cái bánh ăn đã, chim tương bốc tính hoàng tử Lưu Phong, Lưu Phong tự mạc, chiếu hậu Thu Hương. Có thể không đây? Biểu diễn bắn lãnh ra coi. Chỗ này không có tiền biểu diễn đâu. Tao nghĩ mày không có ngon lành gì đâu. Có ngon thì coi hai anh em tụi này đi. Ê, trả lời không được nha. Nếu tôi không nhìn làm hai vị chính là cái loại ngáo ngáo. Vậy mà cũng nhìn thấu nữa. Phục rồi, cuối đầu chịu thua đó. Cho phép hai anh em tôi gọi là đại ca nha. Có kêu hay không đâu có nhầm gì. Từ nay hai vị phải rót nước chăm trà chặt vũ cho ta là được rồi. Qua văn qua võ, hai cậu tại sao lại phải quỳ ở dưới đất vậy? Tôi đang bái đại ca đó. Khu khu một tên học đồng hà đức, hà năng lại làm đại ca người ta đây sao? Tại hạ vô đức vô tài, chỉ nói đùa thôi, lão sư tha thứ. Không được đâu Quang à. Anh đã bái là đại ca rồi. Hả? Anh bạn trẻ, anh dám dụ bọn nhóc của tôi à? Anh ở đâu tới vậy hả? Chưa thỉnh giáo. Giáo thượng giáo. Tiểu thỉnh gì hậu giáo? Hậu giáo gì tiền thỉnh? Tiền thỉnh gì thiên giáo? Hậu giáo gì hậu thỉnh? Tái thỉnh thì ta giáo. Người đứng yên nha. Bản thân ta nguyên quán Tây Thủy, hiện là Tây Tần số 1 của Hoa Phủ, tay cầm một cánh quạt. Còn bây ở bộ môn nào? Nguyên quán ta Tù Châu, hiện là một học đồng lạc lối Hoa Phủ. Tóc cửa một cặp xông qua đề mi khôn. Ây da, mi hù ta hả? Wow. Ta tả biên lồng, bên hữu biên hổ, trâu giả heo giữa, lông đầu trước ngực ta, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Dân võ. Lão sư, ông làm gì vậy? Sao lão sư như vậy hả? Cha, hồi nãy cha sư ý đâm bụng lão sư rồi đó. Chúc mừng cha đã giết người kia rồi. Ấy dạ, không phải đâu. Tôi thấy lão sư chơi trò thần tả lên cốt, tưởng là súng đao bất nhập, ai có ngờ đâu là cốt nhập không lên. Xong rồi. Con nghe có êm tai không vậy? Tai. Hay chứ. Sự thật là như vậy mà. Đúng vậy. Người đâu? Khiến lão sư đi ra. Dạ. Mày lại. Là Quang vô đây học chung tụi con đó. Dạ phải đó cha. Quang, mày nói hay lắm, đã lập đại công. Chuyện nhỏ thôi. Ta quyết định thăng cấp cho người thành học đồng cao cấp. Từ đây chịu trách nhiệm dạy dỗ cho hai tụi nó ăn học, hiểu chưa? Tạ ơn Thế Sư.
nghe nè. Một chàng quan, hai con mắt, ba vị cô nương. Sao hả? Sao cây dương? Chị Thu Hương. Quang à, ngươi lại chọc vào họ nữa hả? Đâu có, là ngâm thơ thôi. Ngâm thơ gì kỳ vậy, thơ Đường Bá Hổ hả? Dĩ nhiên là không rồi, Đường Bá Hổ đối với ta có mối thù lớn lắm. Ngươi đừng nói dớ dẫn, ngươi gạt được phu nhân không gạt được ta đâu. Nhưng mà ngươi diễn tả cốt truyện đó cũng hay lắm chứ. Hey, chị Thu Hương à, chị thông minh quá đi, em đi kính phục kính phục. Nhưng mà tại sao cái đêm hôm đó lại lén vô phòng của ta, mạo nhận là Đường Bá Hổ? À, chị đoán đi. Ê, nha, ngươi tưởng ta không biết hả? Ngươi nhất định là có quen biết với Đường Bá Hổ. Đương nhiên. Vậy có thể giới thiệu cho ta quen hay không? Tôi nè. Ây da, ngươi đừng có giỡn nữa mà, ta nói thiệt đó. Hey, người ta xưng Thi Hoa Phong Nguyệt, Lưu Bất Cờ, cái tên Đường Bá Hổ đó ai không biết chứ. Chỉ bất quá không biết ta thôi. Ta thì thấy ngươi nói không đúng. Phong Lưu Bất Cờ chỉ là bề ngoài của ổng. Ta có đọc qua thơ của ổng rồi, trong hàng chữ đó nhìn thấy được ổng là một người có tình yêu chân thật và là một nam tử Hán có tình có nghĩa. Nè, ngươi làm gì vậy? Ta cảm động muốn khóc luôn vậy. Sức quan sát của chị thì là kinh thiên động địa, thần khóc quỷ kinh. Nếu mà Đường Bá Hổ có được một hồng nhan tri kỷ như chị, có chết 10 lần cũng đáng mà. Ngươi gạt người ta thôi. Chị Thu Hương. Hả? Vậy chị thấy tư cách của thằng Quang này như thế nào vậy? Ta cảm thấy ngươi đúng là tên khờ. Chị Thu Hương, vậy chị có muốn cùng với thằng khờ khạo này vào kênh ba đêm nay dưới cây dương liễu cùng với nhau nghiên cứu thư phú không vậy? Hả? Được. Cảm ơn. Không cần cái sáo. Đồ khốn kiếp. Hả? Chị Thu Hương à, Đường Bá Hổ đã bị Võ Trần Nguyên bắt về đây rồi kìa. Hả? Cô Từ Giấy, cô Từ Giấy. Im đi. Im cái phu gì? Nhân, tôi ở từ tập Tô Châu thấy cái tên này hắn tự nhận là Đường Bá Hổ, còn cầm tranh liễn ở đứng ở đó bán. Tôi đem về đây cho phu nhân xem thử. Hả? Quá thật là thủ bút của Đường Bá Hổ. Quan ước đó, tôi đã nói tôi không phải là Đường Bá Hổ mà. Nếu người không phải là Đường Bá Hổ, tại sao người có nhiều tranh của hắn? Tôi thừa lúc hắn không có nhà, tôi trộm chỉ của hắn. Người cứ nhất định không phải là Đường Bá Hổ, vậy chứ người là ai đây? Ta là một trong tứ đại tú tài Giang Nam Trúc Di Sơn. Nếu giả thì đổi lại. Người không chịu nhận hả? Được. Đông Hương, dẫn Quan ra đây, để hắn nhìn tận mắt coi kẻ thù không đội trời chung của hắn, Đường Bá Hổ. Dạ phu nhân. Quan. Phu nhân. Làm gì vậy? Dạ không, hôm qua nói chuyện nhiều quá cho nên bây giờ bé. Người tới gần hắn coi, có phải kẻ thù của người Đường Bá Hổ hay không? Dạ. À, thì ra là ngươi. Chà, vậy cũng nhận ra nữa. Xê, ngươi có quá thành trò, tôi cũng nhìn ra ngươi là... Không sai, ta chính là người sống sót đi. Đường Bá Hổ đã dùng trăm mưu ngàn kế để hại ta. Muốn sống thì miệng nha. Phu nhân, bởi vì Đường Bá Hổ mỗi khi hành động là đẩy cái mặt lại, cho nên tiểu nhân đây chưa khẳng định hắn là Đường Bá Hổ hay là không. Vậy hả? Thà giết lầm chứ đừng tha lầm, giết cho xong. Khoan đã, dù cho hắn không phải là Đường Bá Hổ thì cũng có quan hệ sâu nặng với Đường Bá Hổ mà, cho nên để hắn lại đi có khi mình cần xài đó. Tội chết thì miễn, còn tội sống khó tha. Thạch Lựu, đem hắn vào phòng chứa củi canh chừng hắn, chừng người tha hồ đó. Cảm ơn phu nhân đã thưởng cho thiếp. Ê, hey, người muốn làm gì vậy? Dẫn hắn vô. Đừng có giỡn nha, ta còn trình đó. Đỡ quá, thiệt là đỡ quá. Ê, đừng quên à, người không phải muốn giết người bên miệng chứ? Câm miệng đi, tôi lén lút thả mày về nè, chạy mau đi. Ê, thôi đừng. Ở quan phủ vừa ăn ngon ngủ sướng, hơn nữa ta mới vừa trúng tủ, trời ban cho ta một tuyệt đại tác phẩm, ta luyến tiếc lắm, ta không muốn đi đâu. Đừng có giỡn chơi chứ. Thiệt đó mà, ở ngoài ta bị nợ nần tứ tung, chỗ này là chỗ ta trốn nợ hay nhất đó. Ừ? Có người. À, ê, à.
Ờ, anh không sao chứ? Ờ, không có gì. À, chị Thu Hương à, xin hỏi anh có thiệt là Đường Bá Hổ hay không? Cô nương à, tại sao lại hỏi tôi câu như vậy? Tôi không dám nói dối. Tôi thì hâm mộ tài nghệ và danh chương của Đường Bá Hổ lắm. Tôi muốn gặp người thiệt của anh một chút. Anh nói cho tôi biết đi, có phải không? Ây da, đúng vậy, tôi là Đường Bá Hổ đây. Hả? Hả? Sao có tiếng vậy? À, còn súc sanh đó thôi. Hả? Súc sanh, im đi. Chị Thu Hương à, bữa nay tôi với chị hữu duyên tương ngộ, mình có thể ở bên nhau nói chuyện thân mật hơn. À, Đường công tử à, xin hỏi em có thể hỏi anh một vấn đề không? Dĩ nhiên được thôi. Nhưng mà những gì biểu lộ nhà ý của em, anh phải trả lời cho anh một điều trước. À, trước tiên em hãy nhắm mắt lại đi, thoải mái cả người, từ từ dựa cái đầu lên vai trái của anh đi nha. Từ từ dựa lên đi. Hả? À, không nên hồi hộp mà. Em không tin tưởng anh sao? Cứ việc nhắm mắt lại đi, từ từ đi mà, dựa vô vai anh đi. Đúng rồi, ngoan quá, ngoan quá hả, ngoan quá. Nhìn hết nổi rồi. Anh đẹp trai à, em tới rồi nè. Cô là ai vậy? Cái gì? Chơi đã rồi bây giờ không nhận ra em hả? Ờ, Đường Bá Hổ tôi là thật sự đàng hoàng. Cô nói gì kì vậy? Ây dạ, từ sao hồi nãy anh làm em đã quá vậy hả? Nè, hồi nãy không có ai thì tôi làm cô cho đã, bây giờ có. Có ai vậy chứ? Vậy thì lần này em sẽ chơi với anh một trận lả lướt mỹ nữ và giả thú. Thì ra Đường Bá Hổ là kẻ mất tư cách như vậy. Vậy thì Hoa An tốt hơn hắn nhiều. Chị Thu Hương à, quá khen rồi. Sao người lại ở đây? À không, tôi đây trình coi thôi, còn chị? Ừ, tôi cũng vậy. Ờ, vậy coi đi. Chưa, chuyện đã thiệt. Thiệt hả? À, bèo hùm không làm dữ. Bà cho tôi là đồ bỏ hả? Dạ. Thêm cái nữa đi. Cứ coi đây nè. Chạy lên lên. Đánh đường đi, đánh đường nha. Thái sư, Linh Dương đang dẫn theo đám người đông lắm đang vô nhà mình kìa. Lão già, ông Linh Dương này xưa nay chính kiến được con Hạp Cừu với ông. Ở trong triều đình, hai bên thủy quả bất dung. Hôm nay tự nhiên tới đây mà còn kéo theo quá đông binh mã, e rằng có mưu mô gì. Ông phải đề phòng ông mượn cớ làm khó mình đó. Linh Dương tới. À, Hòa Thái Sư vẫn khỏe chứ hả? Linh Dương Quang Lâm từ xa xôi tới hàng xa, thật là thất lễ, chưa nghe đón chu đáo. Thái Sư quá lời rồi. Tôi nghe nói xưa này Thái Sư rất là quý trọng tranh vẽ. Tôi cực khổ biết mấy mới tìm ra được mật bảo của Đường Bá Hổ, nên đem tới đây tặng cho Thái Sư. Thái Sư ế, đừng có nói nhiều. Sư gia, đem tranh tới đây. Dạ. Quả nhiên lộng lẫy như sống, hoạt hình hoạt hiện đó. À, thấy chưa, tôi thích nhất là nó có phong cách của hoàng gia. Tôi kiếm người đồ lại cho đàng hoàng. Ông coi, tất cả nét linh hoạt lộng lẫy của con công đã hiện lên ở trên giấy. Thật không có phí cái danh là bá điểu chi dương. Hoàng gia, lễ vật quý báu như vậy tôi làm sao nhận nổi chứ. Như vậy là không nể mặt tôi, có muốn tôi nổi sùng hay không hả? Ê, hoàng gia thích độ. Hôm nay hoàng gia tới đây, tiền thiếp cũng muốn xem qua cho biết. Được, Hoa phu nhân cũng là người ham tranh quả, như vậy mình cùng nhau nghiên cứu. Hả? Thu Hương, con cũng qua coi đi.
Dạ, phu nhân. Bức tranh Khổng Tước này luận về nét vẽ của nó thì thật là kiệt tác của Đường Dần. Rất tiếc Khổng Tước thủy chung vẫn là phàm điệu. Cho dù có đồ lại rất là tỉ mỉ đàng hoàng cũng chẳng qua như vậy thôi. Phàm điệu dù sao cũng là phàm điệu, nó đâu có bao giờ bay được lên cành đầu để trở thành phụng hoàng đâu. Hoàng gia, tiện thiếp dạy dỗ bất lực. Nếu như Thu Hương có chỗ nào làm phật lòng, xin hoàng gia tha thứ cho. Hoàng gia, theo như phu nhân nói như vậy, bà nhất định đã sưu tầm những bức tranh còn quý giá hơn bức tranh của Đường Dần nữa. Phải chứ hả? Phu nhân, bà hãy đem ra cho chúng tôi thưởng thức đi. Thật không giấu giếm, nhà của tôi thật tình không có tranh của Đường Bá Hổ. Thiệt là khốn kiếp, ông chạy sổ hoàng gia. Qua thái sư. Hoàng gia, tranh thì không có, nhưng mà cá nhân của Đường Bá Hổ, hắn đang ở trong nhà của tôi. Thu Hương, hãy kêu Đường Bá Hổ ra đây. Dạ phu nhân. Phu nhân, Đường Bá Hổ tới. Đường Bá Hổ, ta bắt người lập tức phải cầm bút quy hào, vẽ một bức tranh Khổng Tước đang nhảy múa cho hoàng gia thưởng thức. Được, để ta coi người làm sao vẽ thần điểu phượng hoàng đi. Nếu như mà nhà người vẽ không có được thì coi chừng bị mất mạng đó. Đường Bá Hổ, ngươi còn chưa chịu vẽ? Đã vẽ xong rồi. Nè, đây là con thần điểu phượng hoàng đó. Hả? Bữa dẫn chơi hả? Rõ ràng là con gà nướng dây thun mà. À, còn sót một chút nữa. Trên đầu nó phải có thêm cái vòng tròn hào quang. Vậy là thần điểu rồi. Thật là cả gan, dám lừa vĩnh hoàng gia hả? Cảm ơn hoàng gia. Tôi đã nghi ngờ từ lâu cái tên này giả mạo. Hôm nay với sự hoài nghi của hoàng gia, hắn đã lộ ra cái bộ mặt thiệt rồi. Khiến hắn đi. Dạ, dạ. Nghe nói thái sư tài cao bắt đầu, tôi có một tham mưu tướng quân muốn cùng ông nghiên cứu đây. Lão gia nhà tôi làm sao mà lấy lớn ăn hiếp kẻ khờ chứ. Đúng vậy, nghệ sĩ giáng hào á đâu phân biệt dạ dễ chứ. Đúng rồi, chơi chút thôi mà. Nhưng mà nếu như ông đối đáp không được đàng hoàng thì đừng có trách là tôi nổi sùng nữa nha. Ra đói. Nhân sứ nhì sở cộng với tam phù chỉ là không biết tứ thư ngũ kinh là lục nghĩa, vậy mà dám chạy 7, 8, 9 đứa con thập phần gan dạ. Đáp đi. Không đáp được à? Vậy là không nể mặt tôi. Tôi thật muốn nổi sùng với ông rồi đó. Tôi thử cho. 10 nhà 9 đối kiếm được 8 lượng, 7 chữ 6 phân 5 hào, 4 ly. Nhưng mà tam tâm nhị ý, nhất đẳng hạ lưu. Thật là chứng chạc đó. Hoàng mi thiệt là vô đây đúng lúc quá đi. Không có gì đâu lão già. Tại hạ đây 7 tỉnh trạng nguyên, kiêm tham mưu tướng quân, biệt hiệu vua của cầu đối là đối xuyên tràng, chưa lãnh giáo. Đàn em đi học hành có 2 năm, ở trong buổi đời chỉ là một học trò nhỏ nhoi thôi. Hoa ăn. Được, để ta chờ với ngươi một phen. Xin lỗi nha, chúng tôi hợp gu quá cho nên cầm lòng không nổi thôi. Trả lại vấn đề của mình, chơi đi. Trong bức họa, long không hú, hổ không gầm, tiểu tiểu thư đồng, khả tiếu khả tiếu. Trong bàn cờ, xe không bánh, ngựa không cương, nhắn nhủ tứ công, đề phòng, đề phòng. Hoành hoành, yến yến, sứ sứ, hồng hồng, dùng dùng, hạp hạp. Gió gió mây mây, hoa hoa lá lá, niền niền triều triều. Ra cầu đổi khác đi, trò này chết luôn. Tham khẩu tâm từ từ quân, tự sai tắc tư triều đình. Bác một thượng thưởng. Thưởng hoa, thưởng nguyệt, thưởng thu hương. Ta thượng đảng oai phong, hiển hiện nhất thần hộ đỡm. Người hạ lưu đê tiện, lú ra cái đầu rùa.
Người ta đường đường thả mua tướng quân phải thua tên học đồng nhà ngươi sao? Cả nhà cuốn đất để trồng cây, ao hồ nhà ta cá sặc nhiều, cá mập cây xanh thêm rắc rối. Mắt công má mày phải xuống bếp. Câu đối lẽ ra là để vui chơi thôi. Bữa nay sư trần huynh đối tới phải ối 19 chậu máu. Có thể nói là cổ kim chưa có. Tử đệ bái phục bái phục. Hoàng à, ở đây không còn chuyện của người nữa. Đi ra ngoài dọn dẹp đi. Tuân lệnh. Hoàng gia, bữa nay tiểu tiểu học đồng của tôi đã mạo phạm ngài quá nhiều, khiến ông không có nổi sùng được nữa. Xin lỗi, xin lỗi à. Được. Đột mạnh tư sinh, mau lấy bức tranh của hoàng thượng giữ thí xuân tù cho thái sư coi đi. Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức nha. Thái sư, xin bắt tranh. Cẩn thận. Coi như vậy bất tiện lắm. Hay là đem quăng cho coi đi. Quan phu nhân, coi nhiều thời gian lắm, cứ việc coi tiếp đi. Chết rồi, không biết phu nhân có nguy hiểm hay không, chị Thu Hương là mình vẫn coi đi. Được đi. Chuyện gì màu cái gì? Không nói cho mày biết. Thu Hương, em bị người ta đá bà dữ rồi. Ừ, sao mẹ báo hết vậy? Còn em bị người ta đá 8 chân. Rốt cuộc cũng có người xấu hơn tôi. Thu Hương là chuyện gì vậy? Ta bị người ta đá 30 mấy cước. Có mà. Cô đó đúng là Thu Hương mà. Hả? Đúng rồi, chị bị người ta đánh như vậy đó. Gì chứ? Không lẽ trúng cái lời võ lâm độc? Đúng vậy. Độc nhất ma đề hèn, nhất độc diện toàn phi cước. Chút nữa thì quên mình, tưởng là người ta nữa. Thu Hương. Làm gì? Chị trúng phải cái chiêu độc ác nhất diện mục, tình trạng nguy hiểm lắm. Cũng may tôi dùng cái chiêu thất truyền lâu lắm rồi, cái chiêu hoàng nguyên phục đẹp để mà giúp chị. Bây giờ đẹp lại rồi. Cảm ơn. Hoàng. Được hay sao? Mặt của tôi bình thường rồi hả? Ý, dưới cằm còn chút kìa. Nhìn mạnh tay chút nha. Thu Hương còn lại đẹp hơn nữa kìa. Phu nhân. Thái sư. Hả? Ta tốt bụng đem tranh cho ông coi, ông còn nể tình mà còn xé rách nói như vậy nữa hả? Hoàng gia đừng có giận, hoàng không phải cố tình vậy đâu. Hỏi nói nhiều. Ông phá hoại quốc bảo, ngày mai ta sẽ tâu lên hoàng thượng để coi mì có bị chu di tam tộc không cho biết. Khoan đã. Hả? Cái bức tranh của Dương gia lúc nãy tôi nghĩ rằng không phải là bút tích của Đường Bá Hổ đâu. Cái tên vô loại kìa, người biết gì chứ? Hoàng thượng mang cho ta tranh quý như vậy, làm sao mà giả được chứ? Bay đâu, đánh đi. Khoan đã. Thật ra cái bức họa xuân thu sương đồ đó lâu nay có cái hoa phủ mà hả? Ồ, nếu không tin lập tức đem cho ông coi nha. Thu Hương theo tôi. Hả? Được, để ta coi người lấy cái gì, rồi sau đó ta sẽ đem cả nhà của người ra nạo cho sạch sẽ.
Hoàng à, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng phủ làm gì có bức tranh Xuân Thủ Thu Xương Đồ của Đường Bá Hổ chứ? Bây giờ tính sao đi? Ê, bây giờ hết cách rồi. Vậy đi, ngươi mày mực cho ta. Hả? Còn hả cái gì nữa, mau đi mày mực đi. Hứ? Ráng phải nhớ để mày vẽ ra. Nhưng mà tranh của Đường Bá Hổ cao quý quá, bây giờ làm sao đi? Hy vọng là hoàng gia không biết gì, có thể qua mặt được họ. Không thể nào đâu, Ninh Dương làm sao mà không biết tranh quả của Đường Bá Hổ chứ? Hoàng à, người đã gây ra quả lớn rồi, bản thân của người còn lo chưa xong, bây giờ gây quả cho hoa phủ nữa làm sao đi? Ngươi chạy mau đi. Không có người, ngươi trốn mau lên đi. Ngươi vẽ hả? Phải, có thời gian tôi chuyên môn vẽ tranh giả mạo. Cái bức Xuân Thu Xương Đồ này vẽ trăm mấy chục lần rồi, tôi thuộc từng nét mà. Hy vọng qua mặt họ được. Cái đồ này kiếm ăn mà phải bỏ trong mình chứ. Nhưng mà sao ngươi vẽ mau quá vậy? Cái này là còn chậm đó. Hả? Đây là cái bức tranh Đường Bá Hổ đó. Người nói thật là thật hay sao hả? Người có bằng chứng hay là không? Nếu mà không đúng thì kiếm người chuyên môn biết tranh Đường Bá Hổ đến đây giám chứng đi. Đổi xương ra. Ê, chưa chết chứ hả? Chưa chết thì qua bảnh coi đi. Ờ, đi. Nè, có được không đâu? Chơi liều à? Hoàng gia, bức tranh này quả thật là của thư bút của Đường Bá Hổ. Ờ, người không có qua mắt chứ? Coi kỹ lại đi. Coi kỹ đi, coi kỹ đi. Quả thật là thiệt đó. Nhưng mà vết mực còn chưa khô. À, lúc này khí hậu ẩm ướt đó mà, cho nên vậy thôi. Đúng, ẩm ướt đó. Chết đi. Hoàng gia kể như là sơ ý rồi. Tranh của hoàng thượng dự thí mà cũng để cho người ta tráo đổi nữa. Việc này tới đây hoàng thượng là chết đó. Nhưng mà tôi quý tình bạn bè lâu năm, bức tranh này tặng cho ông đó. Từ nay hãy cẩn thận và cất kỹ đi, nếu không còn bị tráo đổi nữa. Hoàng gia, hôm nay có cao nhân ở đây, không nên lưu lại lâu. Được, mình đi. Ê, khoan đã. Hoàng gia, ông nói là muốn quậy phá mà, quên rồi hay là sao? Hả? Được. Hả? Được chứ hả? Tại sao hồi nãy người không giết mẹ nó cho rồi? Hoàng gia, tên hồng đồng đó không có đơn giản đâu, xíu nữa mình lãnh búa rồi đó. Có lầm lẫn cái cục, ngươi là thư sinh đoạt mệnh kiếm, thiên hạ vô địch, oai lực vô cùng đó mà. Chỉ cái thằng nhỏ nhen như vậy mà ngươi cũng sợ rút đầu rút đuôi như vậy hay sao? Hoàng gia, chính bởi vì thư sinh đoạt mệnh kiếm oai lực vô cùng, tiểu nhân sợ lỡ ta làm hại dân gia đó mà. Lần này nữa nha, ngươi làm ta mất mặt quá đi. Đi. Hoàng gia, tiểu nhân đi dám lấy mạng để bảo đảm, trong vòng 3 ngày thôi linh khí của tiểu nhân sẽ bình phục, sẽ tới nhà khấn quậy nữa, lấy đầu thái sư về đây. Ờ, phải rồi, còn cái bà Hoa phu nhân và cái tên học đồng kia nữa. Ê, kể cả Thu Hương, bè nào cũng vậy, chơi hết cả nhà nó cho ta. Được, tướng lĩnh. Đại ca có đã không vậy hả? Đã. Đại ca, em nghe nói chiều hôm qua anh có cái triều hoàng quyên đẹp đẽ, quyền siêu việt phi quần, có thể nào đập mặt cho đẹp chút được không hả? Đúng rồi, đúng rồi. Hai cậu mặt mũi đẹp quá trời rồi, còn đập gì nữa chứ? Đẹp đẽ đâu có ai chê hết đâu chứ. Làm ơn châm giùm ly trà đi, có gì nói sao mà. Anh có làm bậy không đây hả? Là em muốn có bổn phận phục vụ cho đại ca, tại sao lại cảm ơn chứ? Anh nói cảm ơn không phải coi tụi này lẹ mốn rồi. Như vậy tôi đã thất vọng não nề lắm, dẫn tới loạn tiêu quá, đại tiện tiền thất thường, biết đâu chừng ỉa đóng đầu anh chả sung sướng đâu. Tôi chỉ nói cảm ơn thôi mà, làm gì đòi ỉa đầu tôi chứ, nghiêm trọng. Để tôi có cười nha. Giỡn gì vậy, nói thiệt đó. Tôi hiểu. Hai cái đồ huế thải, qua đâu nước cho tao. Lưu vậy. Vậy mới đúng đó đại ca. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Cảm ơn. Đi. Chào mẹ. Chào mẹ. Đi đâu đó? Tôi đi đất nước mà. Hai đứa ra ngoài trước đi, mẹ có vài lời muốn nói với Hoàng. Ồ. Ngồi đi. Phu nhân cảm ơn. Hoàng à, người đã lập được công lớn. Ở đây có ly trà sâm ngàn năm, bổ lắm đó, người uống đi. Hoàng. Cảm ơn dì Thu Hương. Không cần cảm ơn, còn nóng uống đi. Sợ tài hoa của người như vậy, phải thì lấy công danh mới đúng hơn. Tại sao phải cam chịu vô hoa phủ của ta làm hạ nhân vậy? Phu nhân,
công danh đối với tôi như là phù phiếm vậy, tại hạ coi thường lắm. Hơn nữa đây có chị Thu Hương, có phu nhân đối đẩy tôi mặn mà quá, tôi làm suốt kiếp cũng chịu mà, cam lòng thôi. Hay là phong chân người một cái tên phong lưu tài tử Đường Bá Hổ. Phu nhân nói tôi đó hả? Còn giả vờ hả? So với võ nghệ cao siêu của người cộng với tài ba thi họa, ta cũng đoán trúng 80-90%. Ta với Đường Bá Hổ người có thù hằn, nhưng mà ngày hôm qua người đã xả thần cứu vớt. Phu nhân đây là một người cao sang quyền quý, không bao giờ lấy ơn trả quán đâu, thì người cứ nhận đại đi. Đừng nói tôi từ chối, dù tôi có nhìn nhận, sau này phu nhân trở mặt tôi cũng đâu có nói gì phu nhân được đâu. Phu nhân hiểu là tôi đang nói gì không vậy hả? Ta hiểu, ta hiểu. Nếu ngày hôm nay người không nhận, trước sau gì cũng nhận. Vậy thì ngày mai đi. Lỗi quá. Đúng. Được. Nếu như người chịu nhìn nhận, ta lập tức gả Thu Hương cho người. Phu nhân à? Thì không đó. Bà nói được cái nuốt lời nha. Đúng. Ta là tuấn tú với trí tệ song toàn, quá thân của anh hùng hiệp nghĩa Đường Bá Hổ. Phu nhân, nhiều chuyện. Phu nhân. Đúng vậy, ta trở mặt đó. Đối với loại người như người, ta ước cho người chết sớm. Ê. Phu nhân, có chuyện gì từ từ nói mà. Làm gì động dao kiếm vậy? Bây giờ năn nỉ rồi hả? Đường Thiên Hào, con người bạc béo của người năm xưa ta đã giết không chết. Hôm nay ta phải giết con của người để hả giận ngấm mất trong lòng của ta. Đừng phách lối. Với ba cái thứ người như vậy mà đòi lấy mạng của Đường Bá Hổ hả? Phu nhân à, con nói chơi quá đáng không vậy phu nhân? Ta nói cho người biết, hồi nãy cái ly trà sâm mà người uống, ta đã bỏ đệ nhất thiên hạ kỳ độc. Bảo đảm một ngày chết. Thiên hạ đệ nhất độc khi nào mới nói tới một ngày chết của bà chứ? Phải nói là Đường gia ngậm cười nửa bước chết của tôi. Phí lời. Một ngày bảo đảm chết của ta đây là sử dụng cách bảy loại chất độc của côn trùng, cộng thêm chất độc của hạt đỉnh hồng bào, chỉ đến 49 ngày mới xong vô sắc vô vị giết người vô ảnh. Ngậm miệng cười nửa bước ngẫm của tôi, dùng bằng mật ong xuyên bối, cộng thêm cất cánh của Tuyết Liên Thiên Sơn bào chế mà ra. Không cần bỏ thêm cái gì hết, không cần bỏ thêm hóa chất. Tuy là thuốc độc như vậy, nhưng mùi vị thơm ngon lắm. Kể ra ăn một ngày là chết rồi. Trong vòng một ngày võ nghệ sẽ tiêu tan, kinh mạch lạc luôn, tư tưởng hỗn loạn, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng sẽ tiêu tán thòn mà bảo đảm chết. Đúng như vậy. Còn người bạn nào ăn ngậm cười nửa thuốc ngủm của tôi rồi thì đúng như là cái nghĩa vậy. Không được đi nửa bước, không được hét cái nụ cười duyên dáng, bằng không toàn thân sẽ bị nổ tung mà chết ra. Đúng là trong nhà hay là đi du lịch. Giết người bịt miệng, chắc chắn hiệu nghiệm. Nè, biết ở đâu mua được cái thứ thuốc đó? À, ông chủ thì là có phước rồi. Ở đây còn đúng một viên nè. Cái viên này hay hơn cái loại của ta sao? Xin lỗi nha, lợi hại khắp thiên hạ đó. Nói chơi hả? Bộ hay gì vậy thiệt sao? Không tin hả? Uống thử biết liền. Ngươi khi ta không dám uống. Đúng là khi dễ bà đó. Ta uống cho ngươi coi. Uống đi. Uống thử. Uống đi. Uống thử. Uống đi. Nói rồi. Uống thử. 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 Ngươi cho ta là đồ ngu hay sao hả? Cờ hả? Uống đi. Bà không phải cờ đâu, mà ngu thôi. Trong thời gian như vậy ai cũng trúng độc rồi, đem thuốc giải ra trao đổi đi là quê mà. Cái thằng khốn kiếp, người chơi ta hả? Phu nhân, chơi em lại tôi đâu, cái mạng của bà quý lắm. Người đâu, lôi hắn vô cái phòng trước củi để hắn chờ chết. Dạ. Phu nhân, xin bà hãy nương tay một chút, coi chừng bị thương đó. Từ khỏi nói nữa. Dõn dẹn ngậm cười nửa bước, chỉ hù ta thôi. Bất quá thì ngậm cười không đi. Thu Hương, đừng có lên tiếng. Em đi vô phòng phu nhân ăn cắp nhiều loại thuốc đem ra đây nè. Anh coi thứ coi loại nào có thể giải độc cho anh. Chị mạo hiểm như vậy qua này thiệt là ái nái quá. Bây giờ anh còn xưng là Hoa An. Thực ra lúc mà anh vẽ bức họa Xuân Thụ Thu Sương đồ đó,
thì em đã nhìn ra anh là Đường Bá Hổ rồi. Nhưng mà em lại không ngờ, ở trước mặt phu nhân anh lại dám nhìn nhận anh là Đường Bá Hổ. Thu Hương, thật ra mọi chuyện của anh làm đều là vì em cả. Ê, em có chuyện này muốn hỏi anh lâu rồi, anh có thể trả lời em không? Gì vậy? Đường Bá Hổ có phải là tên lóng của anh không? Không phải tên lóng, sao em hỏi như vậy? Bá Hổ, Bá Hổ. Ê, sao mẹ của anh lại đặt cái tên ngớ ngẩn như vậy cho anh hả? Ê, đừng có miễn cưỡng trả lời nha. Cảm ơn. Vậy anh thích nhất là màu gì? Cũng nhiều lắm, giống như là màu vàng. Màu vàng? Là thế này hả? Phải. Hèn chi anh tối ngày cứ lẹo tẹo theo em hoài. Ê, bình thường ngoài vẽ tranh ra, anh còn có sở thích gì nữa không? Cũng không có gì đặc biệt cả. Đọc sách, nghe âm nhạc hay là thổi sáo gì đó. Anh biết thổi sáo? À, thổi sáo khó như vậy mình không biết hả? Khi nào đánh dạy em nha. Được. Anh là kẻ đứng đầu của Giang Nam tứ đại tài tử. Có khi nào bị áp lực nặng lắm không? Câu này hỏi hay lắm. Áp lực thì bị nhiều lắm, nhưng mà khi nào rảnh rang thì anh cũng đi du lịch, đi du ngoạn. Anh nói gì em có hiểu không vậy hả? Em hiểu, em hiểu. Uầy, ngậm cười nữa bớt ngủm này có phải là anh phát minh không? Đâu có loài độc đáo như vậy chứ, nói đại thôi mà. Anh kỳ quá à. Wow, anh kiếm đã lâu rồi, anh kiếm ra thuốc giải được chưa? Chai này đúng rồi mà. À, thiệt là may quá. Em muốn hỏi thăm anh một chút nữa, anh có sợ mai không? Đường Bá Hổ, người thiệt là gian ác, báo hại ta nhảy nhợm mấy ngày. Vô nhân, nếu bà không bị trúng độc thì biến chuyện lớn thành nhỏ, thả Đường Bá Hổ ra đi. Thu Hương, ta niệm tình ngươi là con A Hoàng ta thương nhất. Nếu mà đổi lại đứa khác, ta đuổi ra khỏi Hoàng phủ lâu rồi. Từ nay cấm tất cả trước mặt của ta nhắc tới Đường Bá Hổ. Phu nhân, ra ngoài lập tức. Thu Hương theo hầu hạ phu nhân từ lâu. Phu nhân đối với Thu Hương ơn nặng như núi, suốt đời suốt kiếp này không thể đền đáp hết. Thu Hương ngày nay cả gan, cuối xin phu nhân hãy tha cho Đường Bá Hổ một lần. Thu Hương xin gánh chịu cho Đường Bá Hổ, mặc cho phu nhân xử lý. Thu Hương, người quá to gan rồi. Chị Thu Hương, đứng dậy đi. Đứng đi, nếu phu nhân không chấp nhận thì con không đứng dậy đâu. Phu nhân, việc gì ta đã quyết định rồi thì không có hề thay đổi đâu. Phu nhân, làm gì? Tụi bay làm gì vậy? Phu nhân, tụi con và chị Thu Hương tình như chị em ruột, xin bà hãy nể tình, tha cho chị Thu Hương đi. Đồng hương à, con gian xin bà. Vậy là sao chứ? Người đâu, đưa ra hết đi. Phu nhân, Võ Trà Nguyên, người chết đâu rồi hả? Cả gan đoạt mạng thư sinh, dám như thế náo loạn. Hòa Thái Sư dám cả gan đụng chạm với hoàng gia ta, kỳ rồi người mạng lớn. Hôm nay ta giết hết tất cả mọi người trong hoa phủ. Hoa phủ ta để cho người lộng hành hay sao? Thu Hương à, làm gì vậy? Mau theo em đi. Xảy ra chuyện gì chứ? Đồng mạng thư sinh đang giết người loạn trong đó kìa. Mạng thư sinh? Ở trong nguy hiểm lắm, anh mau trốn đi. Còn em? Anh đừng lo cho em. Nè, nè, Thu Hương. Phu nhân đối với em ân nặng như núi, cho dù xảy ra chuyện gì em cũng phải ai lại giúp phu nhân. Em mở cửa ra trước đi. Qua ăn. Hả? Em yêu anh. Hả? Cái gì? Em yêu anh hả? Thu Hương à, mở cửa đi. Ê, mau đi giúp con nhân đi. Chạy đi đâu? Thu Hương à, mau đi kéo Hoàng giúp con nhân đi. Chỉ có hắn mới cầm cự nổi mà thôi. Hoàng đã bỏ đi rồi. Sao Hoàng không chịu chơi vậy? Dạ mẹ cũng xong rồi, mình thắng luôn đi. Phu nhân à, phu nhân à, phu nhân à, phu nhân à,
Yên tâm, thuốc giải tao đã kiếm được phòng luyện công. Còn rảnh rỗi cho nên tắm một cái thay bộ đồ luôn. Bây giờ khỏe khoắn lắm. Đoàn Mạng Tư Sinh, năm xưa ngươi dùng kế đánh bại cha ta, bây giờ không biết có đánh thắng ta nổi không gì? Thì ra ngươi là cái tên chết thừa. Hèn gì ta cảm thấy ngươi quen mặt quá đi. Hôm nay ta phải trả thù cho cha ta và bá dương thương của nhà họ Đường, phải đứng nhất trong giới võ lâm. Ngu đến làm con ngu, chả biết không có đầu thương còn đâm vô. Ai nói không có đầu thương đâm không chết? Coi kỹ đi. Ta đã luyện cái chiêu này lâu lắm rồi, không cần đầu thương đâm cũng chết như thường đó. Bắt đầu ngày hôm nay, bá dương thương của nhà họ Đường ta đứng nhất trong giới võ lâm. Quang, anh không sao chứ? Anh không sao, còn em? Quá tốt rồi, mi xuất hiện kịp thời khiến cho quá cảm động. Đường Ba Hổ, mi đó đã cứu được hòa phủ của ta, ta không biết làm sao đền đáp mi đây. Thái sư đừng khách sáo, ta chỉ yêu cầu con điều thôi. Người còn nói nhiều nữa, người thương Thu Hương chứ gì, ta thưởng Thu Hương cho người đó. Hay quá. Wow, sao nhiều cô dâu quá vậy, đứng hết chỗ luôn. Đừng bá hổ, mặc dầu ta có hứa gả Thu Hương cho người, nhưng mà có điều kiện, phải coi kiếp số của người rồi đó. Người có thể nào trong 20 nàng dâu đó chọn được Thu Hương? Hoa Văn, điểm chọn thời gian là một cây nhang làm hạn định, lập tức thực hiện. Nguyên tắc điểm chọn là như sau: một, người điểm chọn không được vượt qua ranh vàng để chọn cô dâu. Hai, cô dâu không được phát ra âm thanh nào, kẻ nào vi phạm cái như quỷ bỏ. 3. Cấm sử dụng vật nào để tiếp xúc với thân thể của cô dâu hay là áo quần. Xong rồi. Nếu trong vòng thời gian một cây nhang mà người không điểm trúng Thu Hương thì kể như người thua. Thu Hương phải thuộc về hai đứa con trai của ta, Hoa Văn và Hoa Võ. Lê ca, bọn em chỉ ăn có thôi. Anh đừng buồn nha. Phu nhân, ba ngày sầu sộ vậy làm ơn bớt chơi chút đi. Đường công tử, sao người lại nói như vậy? Ở trong một luật lệ khó khăn như vậy, tôi có khả năng gì điểm trúng Thu Hương đây chứ? Lòng dạ của Đường Bá Hổ tôi đối với Thu Hương đậm đà sâu sắc lắm. Tại sao bà cứ năm lần bảy lượt chơi tôi vậy chứ? Đường Bá Hổ, ban đầu người chỉ nói là gia cảnh của người nghèo khốn, cam tâm vô hòa phủ của ta làm tôi làm tớ. Nè,
đây là khế ước bán thân của người. Nhưng mà người vô đây chỉ là cô gái mà thôi. Thật ra thì người đã chơi ta trước đó nhờ. Ai nói chứ? Bốn chữ hàng đầu của khế ước đó, bà làm ơn lật ngang đọc giùm tôi đi. Ta vì Thu Hương. Đúng vậy, ta vì Thu Hương. Ta tỏ ý trước rồi, tại các ngươi không đủ trình độ thấy thôi. Ngươi đừng có quá tại khôn, muốn chơi chữ với ta hả? Ta chơi người trước đó. Muốn chơi ta, về học thêm vài năm đi. Bây giờ ta đem Thu Hương đi, có ai cản được ta cho biết. Đứng lại, chỗ này là hoa phủ, ngươi dám lộn xộn hả? Ta tống hoàng thượng tru di tam tộc nhà ngươi cả nhà hết đó. Ở, bà lẹo mép này bội tính bội nghĩa, đê hèn. Người mắng ta như vậy, chết đi. Đồ cà chứ. Ây da, cái đồ khốn kiếp. Ông phu nhân đừng mà. Thôi đừng. Đừng giết nó mới được. Ngưng tay đi. Ngưng tay đi. Ngưng tay đi. Ngưng tay đi kìa. Đừng bảo hộ. Dù sao Thu Hương cũng nhà họ Hoa ta. Người muốn cưới Thu Hương làm vợ, dù sao người cũng phải theo luật lệ của nhà Hoa phủ ta. Kìa, cái nhà sắp tới rồi, người cũng phải nghĩ ra cách của người đi chứ. Được. Đừng bảo hộ tôi, nhưng phải nghĩ ra điều gì. Nhất định là chịu được điểm Thu Hương. Khi tốn thiên hạ. Núi đánh dừng. Không phải con này. Tiếp tục. Đi qua tiếp tục. Gặp đôi lên. Ê dạ, đừng bảo ổ, chưa chết hả? Như Lai thần trưởng hả? Lạp tưởng thì đúng hơn. Hả? Tại là bà ép tôi xuất tiệt chiêu thôi. Quy ba. Khói hút mạnh quá. Khí quy lực chiến đấu lên tới mấy trăm triệu ngàn độ rồi. Không lẽ là người ngoài hành tinh? Vẫn chơi hả? Sao hả đừng bảo hộ? Người có kế trường lường thì ta cũng có kế lão lường chứ. Cái con mẹ xí xọ này chơi xỏ ta. Ông già mày, tao chơi xỏ mày đó. Đục rồi chớ, đục bà nè. Ê, được bà. Cây nhà sắp tàn rồi, có lẽ Thu Hương để sẵn cho hai đứa con ta thôi. Hả? Không lẽ trời định ta sống đơn độc một mình sao đi? Trời. Thiên hạ chê ta quá điên cuồng. Ta trách thiên hạ nhìn chẳng thấu. Chưa thấy ngũ linh hào kiếp một. Không chè không trụ phí ruộng điền. Ta biết rồi. Vừa đúng lúc mà. Thu Hương,
tôi đọc thơ thôi, làm gì rùng mình dữ vậy? Tôi đâu phải là phản ứng gì đâu, mà tôi mất đáy quá cho nên rùng mình thôi. Có con dao trong mình không? Làm cái gì? Tự giận. Không được đâu, dù sao cũng phải đồng phòng với em trước mới được chứ. Ta chết đây. Ê, nghe đi, cả con bồ của tao thạch lưu mà mày cũng dám điểm, con ghẻ của mày bên kia kìa. Thu Hương, ê thôi đi lại bàn thờ đi. Ê, sơ sọ nào vào một chút đi, vậy mới là bánh trai chứ, hả? Bái đường đi hả? Quỳ xuống, nè quỳ xuống đi. Thu Hương, Đường Bá Hổ đã trải qua biết bao nhiêu sự thử thách, ta nghĩ hắn thật lòng thương con lắm. Bây giờ ta gả con cho hắn đó. Cảm ơn phu nhân. Đường Bá Hổ, mi đã thỏa mãn rồi chứ, còn gì thắc mắc nữa là không? Cuộc đời lên xuống thăng trầm quá, ta thì là không thể nào ngờ được. Bây giờ thì là mắt đái quá đi. Mắt đái là chưa phải, huynh đích để mà động phòng chứ gì. Đừng Bá Hổ, đừng có phụ lòng tâm huyết của ta. Từ nay ngươi phải đối xử tử tế với Thu Hương đó. Phu nhân, chút nữa tôi trách làm phu nhân rồi. Một ngày làm đại ca, một đời cũng là đại ca. Em chúc anh năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có bữa nay. Ừ, cảm ơn nhiều nha. Thu Hương, trải qua biết bao nhiêu là phong ba bão táp rồi. Cũng may là rốt cuộc người hữu tình cũng được duyên thấm. Ừ. Hey, chúc mừng, chúc mừng, ngươi thiệt là giỏi quá. Đường Bá Hổ à, bà xã của mì môi đỏ thắm, mặt mũi hồng hào, còn không chịu hôn cái cho thích ra. Tới đây, tới đây. Khoan đã, đánh tụi tì trước đi. Hả? Vậy cũng không biết, vậy mà trượt bài cậu sập sắm 13 lá phải có một thứ anh biết chứ. À! Cầu sân, cầu sân, cầu thân yêu cầu cầu mùi nhân, cầu quân âm kiềm trị ngoại thần, thùng xíu chế lý sinh hoài trình nhân, phong xâm trị thật vô mân. Chú sân chân hay quá phân, chất hấu đất trời ngõ sân, con xíu vấn đề y gó phân, mê hoa sinh chân thầy vấn quay chân. Chú chế mà nhân cầu tô hằng, chú sân cầm. Fun.